2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đùa Giò. Mình là viên tàu lao chào đào Trần Hoàng Đại Lâm Bùa Lâu Tây. Đây là kèo cắn ớt và cắn ớt tài nhỏ và chuối 2.3 Sang Văn Rang và Đức Từ Thiện cùng chiêu luôn. Tỷ số hiện tại giờ là 4-1 nghiêng về cho tài nhỏ chuối và sang phần này chuối và tài nhỏ, một pha chấm nhỏ quá hay của sang phần này. 2-4 cú lắc đầu quá nhanh quá nguy hiểm của chú, bốn trong sân. 5-2 quá hay, pha tự sát tại đấm lát của Đức Từ Thiện. 6-2 quá đáng tiếc, cái chân của tài nhỏ không được tốt. 3-6 pha phòng thủ quá hay của sang Phan Rang. 4-6 đánh bao nhiêu điểm mà không đá bền vậy? 2-2 một pha công lưới quá hay của chuối. 7-4 bóng ngoài. 8-4 trước đây tài nhỏ từng là cặp bài trùng gửi Thọ Bến Tre, và hiện tại bây giờ Thọ Bến Tre ít có rảnh rỗi thời gian, cho nên tài nhỏ hiện tại bây giờ chung cạ với chuối rồi nha các bạn. Một pha cú bóng quá hay của chuối. 9-4 một pha băng bi quá nhanh quá nguy hiểm, bông trúng vô mỏ của tài luôn. 5-9 sang Phan Rang đánh bóng mà các bạn biết không có nói chuyện là các bạn biết như thế nào đó. 10-10 lại tự sát tại đấm lát quá đơn giản phải không vậy rồi. 15 12 tới nha các bạn. Đây là sân Dubai số 22 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị xã Giang Bình Dương, sân của siêu nhân Vinh. Không hiểu điều gì đang xảy ra, pha phòng thủ vừa rồi của Đức Từ Thiện.
11 năm. Bóng leo viền bay ra ngoài. 6-11. Quá hay cho cái chân của Triều Lùng. Cú mổ bóng của Chuối quá ghê, và quá ghê. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Tài Nhỏ và Chuối, tỷ số 12-6. Nè Sang, anh chủ quan này phát lòng á. Sang, bà mình anh chủ quan đây mà chủ quan bảo phát lòng. Người ta bây giờ đang cắn ớt và cắn ớt. Nhưng thật sự chưa biết bên nào cắn ớt bên nào các bạn ơi. Quá nguy hiểm. Trận chiến còn tiếp tục, cuộc chơi còn kéo dài. Trọng tài tiếng đen giống như ngồi khỉ núp lùm ở trên kia các bạn ơi. Các bạn xa xa nhìn tiếng đen giống như khỉ ngồi trên cây cái đàng hoàng các bạn. Tại sao gọi là tiếng đen? Vì tiếng đen quá đen gọi là tiếng đen.